Rồi xin chào mọi người, hiện tại trọng thơ đang có mặt tại BKMX trên thành Bình Phước giai đoạn 3 và trọng thơ đã đồng hành cùng BKMX Bình Phước tới thời điểm này là được à, hơn 4 năm và gần 5 năm rồi như quý vị nha. Từ lúc BKMX bắt đầu triển khai hạ tầng từ lúc à, cắt cao su, làm đường đất và tới thời điểm này thì tất cả mọi thứ cũng đã gần như là hoàn thiện và BKMX trên thành phát triển theo từng hơi thở. Theo từng hơi thở nha quý vị, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm và trong cái thời điểm từ năm 2018 đến nay thì BKMX đã trải qua à, 2 năm dịch Tuy là qua 2 năm dịch Covid nhưng mà tốc độ phát triển của khu nghiệp này luôn mạnh và phát triển theo thời gian Ở đây chúng ta có thể thấy ạ Tiếp theo là những cái xe điện để phục vụ cho chuyên gia, phục vụ cho khách hàng cả nước chúng ta tới khu vực này Đặc biệt là đi tham quan những tiện ích khu vực này Vì với tổng diện tích lên tới 4.633 ha chúng ta không thể đi bộ mà hết được Với những chiếc xe điện nhỏ này chúng ta có thể À, cùng nhau đi tham quan cả cái khu công nghiệp này nha. Ở đây quý vị ơi, đang bắt đầu ngày 30 tháng 3 này sẽ khai trương hệ thống siêu thị, nhà nghỉ 4 sao tại BKM trên thành Bình Phước. Chuỗi nhà hàng khách sạn, nhà nghỉ, hồ bơi, hải thành quý vị nha. Và ở đây ạ, tất cả hạ tầng cũng đã gần như là hoàn thiện lên tới 80%. Đường đó, các trục đường đã trồng hoa, điện đường đã có, rồi hạ tầng đã chuẩn rồi. Và đặc biệt từ cái vị trí khách sạn này, chúng ta di chuyển ra trường cao đẳng Bình Phước và khu công nghiệp cũng chỉ 400m nha. Bên tay trái trọng thơ là trường cao đẳng Bình Phước và bên tay phải là khu nghiệp. Và khách sạn mở lên đây, chuỗi khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, hồ bơi để phục vụ chính cho các chuyên gia đầu ngành. Rồi các tân sinh viên, các à, nhân viên văn phòng tại khu nghiệp MegaMax trở thành về đây làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi à, bơi lội tại khu vực này. Và ở đây, ai đầu tư bất động sản tại khu vực này thì trọng thơ xin chúc mừng nha. Chúng ta đầu tư những thời điểm trước và thời điểm này thì đã phát triển mạnh như thế này rồi Thì những anh chị nào ở ngoài Bắc Ở nước ngoài Chúng ta xem được những video này Thì chúng ta cũng rất là vui mừng ạ Hạ tầng phát triển, người dân kéo về Công nghiệp kéo về Rồi à, sinh viên về đây học tập Quá tốt, một khu vị à, cực kỳ tiềm năng Và tại khu vực này nhé, trên trục đường D1 này Trọng thơ có những cái vị trí đất Giá cực rẻ quý vị nhé Giá chỉ dao động từ 1 tỷ 3 cho đến một tỷ rưỡi Chúng ta sở hữu được một lô đất ngang 5 sâu 30 Mặt tiền đường nhựa 52 mét và ở những vị trí đường 25 m thì giá dao động từ 900 cho đến 1 tỷ mốt Và ở trục đường 16 m thì giá hiện tại chỉ dao động từ 600 cho đến 750 triệu tùy theo vị trí. Quan tâm tới bất động sản khu vực mà trọng thơ đang phân phối. BKMX truyền thành. Gọi trọng thơ ngay ngày hôm nay nha.